MU mua cặp hậu vệ cánh, Real thanh lý 14 cầu thủ, Chelsea sẽ sa thải Sarri. Thể thao văn hóa, Việt Nam, bóng đá hôm nay, ngày 16 tháng 5, MU muốn mua cặp hậu vệ cánh, Juventus dùng Dybala và Costa để đổi lấy Pogba, Chelsea có thể sa thải huấn luyện viên Sarri, Real Madrid chia tay với 14 cầu thủ trong mùa hè này, MU mua cặp hậu vệ cánh của Crystal Palace theo Daily Mail, anh MU muốn mua cặp hậu vệ cánh của Crystal Palace là Aaron Wan, Bisaka và Patrick Van Aanholt. Đội bóng chủ sân Old Trafford hy vọng có thể chiêu mộ hai cầu thủ này với số tiền là 50 triệu bảng. Bisaka, 21 tuổi, là mục tiêu hàng đầu của MU trong khi đó, việc MU muốn mua Van Aanholt khiến nhiều người ngạc nhiên. Tiết lộ mức lương khó tin của Ander Herrera tại PSG sau khi rời MU Sonser đã thay đổi chiến lược mua sắm và quan tâm chủ yếu tới những cầu thủ dưới 24 tuổi. Bisaka phù hợp với tiêu chuẩn của MU. Quỷ đỏ chỉ có Ashley Young và Dalot là những lựa chọn ở vị trí hậu vệ phải sau khi Antonio Valencia rời câu lạc bộ, trong đó Ashley Young đã luống tuổi. Mặc dù hậu vệ trái lúc Xô đã đoạt giải cầu thủ hay nhất mùa của MU nhưng huấn luyện viên Son vẫn muốn có sự phục vụ của Patrick Van Aanholt. Crystal Palace không có ý định bán cặp hậu vệ cánh này nhưng MU tự tin rằng họ có thể mua Aaron Wan, Bisaka và Patrick Van Aanholt trong mùa hè năm nay. Real Madrid sẵn sàng chia tay 14 cầu thủ trong mùa hè này tờ Daily Mail, Anh. Cho biết Real Madrid sẽ thực hiện cuộc cải tổ lực lượng với quy mô lớn trong mùa hè này, 14 cầu thủ, bao gồm cả những cái tên như Killer Navas, James Rodriguez và Killer Navas có thể rời khỏi Bernabeu. Trong khi đó, huấn luyện viên Zidane hy vọng sẽ chiêu mộ được Eden Hazard, Paul Pogba và Luka Jovic trong kỳ chuyển nhượng hè 2019. Navas được thông báo rằng anh không còn là chỗ ở Real Madrid mùa tới khi mà Zidane sẽ để Andre Lunin và Luka Zidane làm thủ môn dự phòng cho Thibaut Courtois huấn luyện viên người Pháp muốn chiêu mộ Ferland Mendy, hậu vệ cánh của Lyon để tạo ra sự cạnh tranh vị trí cho Marcelo. Gareth Bale nhiều khả năng phải ra đi trong mùa hè này do Real Madrid đã hết kiên nhẫn với anh. PSG, MU và Tottenham được cho là những câu lạc bộ mà Bale có thể chuyển tới. 14 cầu thủ có thể rời Real Madrid trong mùa hè này. Kyler Navas, Jesus Vallejo, theo Hernandez Enzo Riguilon, Gianni Cebolos, Marcos Llorente, Mateo Kovacic, James Rodriguez. Martin Odegaard and Oscar Rodriguez, Gareth Bale, Lucas Vazquez, Raheem Địa và Mariano Địa Hudson. Odoy muốn kế thừa số áo của Hazard Tờ Gôn cho biết can lừng Hudson, Odoy, chân sút 18 tuổi của Chelsea, có thể kế thừa áo số 10 của Eden Hazard trong trường hợp ngôi sao người bị gia nhập Real Madrid với giá 100 triệu bảng vào hè năm nay. Chelsea trước đó đã lên kế hoạch thay thế Hazard bằng Philip Coutinho, ngôi sao đang bị thất sủng của Barcelona. Tuy nhiên Hudson, Odoi muốn được tạo cơ hội ở đội 1 của Chelsea. Hợp đồng của can lừng Hudson, Odoi với Chelsea có thời hạn đến 2020. Cầu thủ người Anh muốn giải quyết vấn đề hợp đồng với Chelsea và anh đã ra yêu sách là muốn thi đấu ở vị trí cầu thủ chạy cánh trái cũng như là mặc áo số 10 của Hazard. Hazard đã mặc áo số 10 của Chelsea trong 7 năm qua. Trước đó, số áo này từng được Juan Mata và Joe Câu mặc. Được biết Chelsea sẵn sàng trao áo số 10 cho can lừng Hudson, Odoi để cầu thủ này ở lại Stamford Bridge. Trước đây, Bayern Munich từng gửi lời đề nghị đến Chelsea về trường hợp của Hudson, Odoi. Cầu thủ trẻ người Anh cũng từng muốn chuyển sang đá ở nước ngoài giống như Jadon Sancho, Dortmund, để có nhiều cơ hội ra sân hơn. Juventus dùng Dybala và Costa để đổi lấy Pogba theo tờ Tuto Sport. Juventus muốn đưa Paul Pogba quay trở lại Serie A trong mùa hè này. Ngôi sao người Pháp đang bị chỉ trích rất nhiều sau mùa giải thảm họa của MU khi đội bóng chủ sân Old Trafford không giành được vé dự Champions League mùa tới. Juventus đã tính đến việc dùng Paulo Dybala và Douglas Costa để đổi lấy sự phục vụ của Paul Pogba, cầu thủ mà họ đã bán với giá 89 triệu bảng vào hè 2016. Dybala từng là ngôi sao mà nhiều đội bóng lớn ở châu Âu để mắt đến. Tuy nhiên, chân sút 25 tuổi này đã gặp khó khăn ở Juventus mùa giải này, sau khi đội bóng chiêu mộ Cristiano Ronaldo, tiền đạo người Argentina mới ghi được 5 bàn trong 28 lần ra sân ở Serie A mùa này. Thể thao văn hóa, Việt Nam, bóng đá hôm nay Ngày 16 tháng 5, MU muốn mua cặp hậu vệ cánh. Juventus dùng Dybala và Costa để đổi lấy Pogba. Chelsea có thể sa thải huấn luyện viên Sarri. Real Madrid chia tay với 14 cầu thủ trong mùa hè này. MU mua cặp hậu vệ cánh của Crystal Palace theo Daily Mail. Anh, MU muốn mua cặp hậu vệ cánh của Crystal Palace là Aaron Wan, Bisaka và Patrick Van Enhout. Đội bóng chủ sân Old Trafford hy vọng có thể chiêu mộ hai cầu thủ này với số tiền là 50 triệu bảng. Bisaka, 21 tuổi là mục tiêu hàng đầu của MU trong khi đó, việc MU muốn mua Van Enhout khiến nhiều người ngạc nhiên, tiết lộ mức lương khó tin của Ander Herrera tại PSG sau khi rời MU Sonser đã thay đổi chiến lược mua sắm và quan tâm chủ yếu tới những cầu thủ dưới 24 tuổi. Bisaka phù hợp với tiêu chuẩn của MU, Quỷ đỏ chỉ có Asliyang và Dalot là những lựa chọn ở vị trí hậu vệ phải sau khi Antonio Valencia rời câu lạc bộ, trong đó Asliyang đã luống tuổi Mặc dù hậu vệ trái Luxo đã đoạt giải cầu thủ hay nhất mùa của MU nhưng huấn luyện viên Sonzer vẫn muốn có sự phục vụ của Patrick van Enhout. Crystal Palace không có ý định bán cặp hậu vệ cánh này nhưng MU tự tin rằng họ có thể mua Aaron wan Bisaka và Patrick van Enhout trong mùa hè năm nay. Real Madrid sẵn sàng chia tay 14 cầu thủ trong mùa hè này tờ Daily Mail anh cho biết Real Madrid sẽ thực hiện cuộc cải tổ lực lượng với quy mô lớn trong mùa hè này, 14 cầu thủ bao gồm cả những cái tên như Killer Navas James Rodriguez và killer Navas có thể rời khỏi Bernabeu. Trong khi đó, huấn luyện viên Zidane hy vọng sẽ chiêu mộ được Eden Hazard, Paul Pogba và Luka Jovic trong kỳ chuyển nhượng hè 2019. Navas được thông báo rằng anh không còn là chỗ ở Real Madrid mùa tới khi mà Zidane sẽ để Andre Lunin và Luka Zidane làm thủ môn dự phòng cho Thibaut Quốc Tòa. Huấn luyện viên người Pháp muốn chiêu mộ Ferland Mendy, hậu vệ cánh của Lyon để tạo ra sự cạnh tranh vị trí cho Marcelo. Gareth Bale nhiều khả năng phải ra đi trong mùa hè này do Real Madrid đã hết kiên nhẫn với anh. PSG, MU và Tottenham được cho là những câu lạc bộ mà Bale có thể chuyển tới. 14 cầu thủ có thể rời Real Madrid trong mùa hè này. Killer Navas, Jesus Vallejo, theo Hernandez and Sergio Riguilong, Gianni Cebolos, Marcos Llorente, Mateo Kovacic, James Rodriguez, Martin Odegaard and Oscar Rodriguez, Gareth Bale, Lucas Vazquez. Raheem Địa và Mariano Địa Hudson, Odoi muốn kế thừa số áo của Hazard Tờ Gôn cho biết can lừng Hudson, Odoi, chân sút 18 tuổi của Chelsea, có thể kế thừa áo số 10 của Eden Hazard trong trường hợp ngôi sao người bị gia nhập Real Madrid với giá 100 triệu bảng vào hè năm nay. Chelsea trước đó đã lên kế hoạch thay thế Hazard bằng Philip Coutinho, ngôi sao đang bị thất sủng của Barcelona. Tuy nhiên Hudson, Odoi muốn được tạo cơ hội ở đội 1 của Chelsea hợp đồng của can lừng Hudson, Odoi với Chelsea có thời hạn đến 2020. Cầu thủ người Anh muốn giải quyết vấn đề hợp đồng với Chelsea và Anh đã ra yêu sách là muốn thi đấu ở vị trí cầu thủ chạy cánh trái cũng như là mặc áo số 10 của Hazard. Hazard đã mặc áo số 10 của Chelsea trong 7 năm qua. Trước đó, số áo này từng được Joan Mata và Joe Câu mặc. Được biết Chelsea sẵn sàng trao áo số 10 cho can lừng Hudson, Odoi để cầu thủ này ở lại Stamford Bridge. Trước đây, Bayern Munich từng gửi lời đề nghị đến Chelsea về trường hợp của Hudson, Odoi. Cầu thủ trẻ người Anh cũng từng muốn chuyển sang đá ở nước ngoài giống như Jadon Sancho, Dortmund, để có nhiều cơ hội ra sân hơn. Juventus dùng Dybala và Costa để đổi lấy Pogba theo tờ Tuto Sport. Juventus muốn đưa Paul Pogba quay trở lại Serie A trong mùa hè này. Ngôi sao người Pháp đang bị chỉ trích rất nhiều sau mùa giải thảm họa của MU, khi đội bóng chủ sân Old Trafford không giành được vé dự Champions League mùa tới. Juventus đã tính đến việc dùng Paulo Dybala và Douglas Costa để đổi lấy sự phục vụ của Paul Pogba, cầu thủ mà họ đã bán với giá 89 triệu bảng vào hè 2016. Dybala từng là ngôi sao mà nhiều đội bóng lớn ở châu Âu để mắt đến. Tuy nhiên, chân sút 25 tuổi này đã gặp khó khăn ở Juventus mùa giải này. Sau khi đội bóng chiêu mộ Cristiano Ronaldo, tiền đạo người Argentina mới ghi được 5 bàn trong 28 lần ra sân ở Serie A mùa này.